Dạ vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của Nhàn Sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì Nhàn Sành Đồ Si tiếp tục giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần short kaki đồng giá là 150k trên một sản phẩm bất kỳ. Và quý chị mua từ 2 sản phẩm trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Các bạn ứng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để Nhàn Sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của Nhàn Sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Và với sản phẩm đầu tiên Nhàn Sành Đồ Si giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần short kaki. Em này sẽ là một thiết kế với tông màu nâu nhạt và cái form dáng của mình sẽ là thiết kế form suông ống rộng. Mã sản phẩm sẽ là C1, chiều dài là 48, bụng là 80 và phần ống sẽ là 31cm. Với sản phẩm này thì quý chị thường mặc quần size 30 là các bạn yên tâm vừa vặn với cái sản phẩm này. Nhìn chung thì nó sẽ là một cái thiết kế rất là đơn giản basic để các bạn có thể mặc hàng ngày, mặc ở nhà cũng như là mặc đi ra ngoài đi chơi đều rất là ok. Mã sản phẩm là C1 này và chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki không co giãn, mặc lên form dáng chuẩn chỉnh cho quý chị luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần short túi hộp. Bác nào mà muốn mặc những cái form nó dài hơn một chút thì có thể lựa cho mình cái sản phẩm này. Em này thì cái form nó sẽ là hơi ôm này nên là các bác mặc lên nó sẽ rất là gọn gàng. Mã của mình sẽ là mã C2, chiều dài là 63, bụng là 82 và phần ống sẽ là 25cm. Em này thì bác nào thường mặc quần size 31 là yên tâm mở mạng với em này luôn. Chất liệu của mình cũng là chất vải kaki mềm không co giãn. Các bạn yên tâm là mặc lên form dáng rất là đẹp cho mình. Đây là một thiết kế của nhà Lee Cloud, có tem mác đầy đủ rõ ràng và các bạn yên tâm, nhà Sành Đồ Si cam kết với mình toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng này. Em này cũng là một cái sản phẩm rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Mã sản phẩm sẽ là mã C2. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần short tông màu đen. Em này sẽ là một thiết kế của nhà Kepa USA. Đây các bạn có thể coi tem mác chính hãng được gắn ở bên trên túi quần. Mã sản phẩm sẽ là C3, chiều dài là 63, bụng là 70. Bụng của sản phẩm sẽ là 74 này và phần ống sẽ là 21cm. Em này thì cũng là một sản phẩm quần túi hộp. Quý chị nào yêu thích cái phong cách trẻ trung năng động thì có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Phần cạp của em này sẽ là thiết kế cạp chun co giãn và vẫn đầy đủ cúc khóa cho quý chị sử dụng này. Và cái form dáng của em này thì sẽ là thiết kế form hơi ôm một chút, mặc lên nó cũng rất là gọn gàng. Đặc biệt là với cái tông màu đen thì các bác có thể là phối đồ với tất cả các thể loại trang phục khác nhau. Đó, quý chị nào mà yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với Sành Đồ Si. Em này thì độ mới cũng rất là cao này, mã C3. Rồi tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần cũng với tông màu đen luôn. Em này cũng là một con quần short túi hộp. Quý chị nào mà chúng ta yêu thích những cái phong cách nó thật là trẻ trung thì có thể lựa chọn cho mình em này. Và đặc biệt em này là một sản phẩm còn rất là mới luôn. Mã sản phẩm sẽ là mã C4, chiều dài sản phẩm sẽ là 69 này, bụng là 82 và ống sẽ là 24cm. Em này cũng là size 31. Các bác có thể là coi kỹ một chút các cái thiết kế chi tiết của sản phẩm. Ở đây là một cái thiết kế rất là đẹp, một con quần short túi hộp này. Bên trên này chúng ta cũng có những cái thiết kế túi hộp vuông trông rất là hay ho. Và cái phần cạp của mình còn có thêm một cái đai khóa như này để các bác có thể là điều chỉnh cái phần cạp cho nó vừa vặn với số đo vòng bụng của mình. Dưới đây chúng ta có một cái tag cao su của thương hiệu. Đây là một sản phẩm của nhà Backflip, đó một cái tem mác rất là xịn sò uy tín đến từ nhà Backflip. Mã của mình sẽ là mã C4, quý chị có thể là coi qua một lần nữa toàn bộ form dáng thiết kế chi tiết của em này. Chất liệu của mình cũng là chất vải kaki dày dặn không co giãn này, lên form dáng rất là đẹp cho mình luôn. Em này thì các bác lựa mặc đi chơi thì nó cũng rất là ok, mã C4. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần tông khá là sáng mọc. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Lee. Lee là một thương hiệu thời trang cũng rất là nổi tiếng và lâu đời của Mỹ này. Mình có một cái tác gia chính hãng của thương hiệu được gắn ở mặt đằng sau của quần. Mã sản phẩm là C5, chiều dài là 66, bụng sẽ là 70 và ống sẽ là 21cm. Với sản phẩm này thì các bác thường mặc quần size khoảng 25 thì các bác có thể lựa em này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form ôm nhưng mà nó không phải là một cái sản phẩm ôm bó sát nên là các bác yên tâm mặc lên vẫn rất là thoải mái cho mình. Chất liệu thì lại là chất vải kaki dày dặn này, em này lên form dáng cực kỳ chuẩn chỉnh luôn. Quý chị nào mà chúng ta yêu thích những cái thiết kế trơn tối giản thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý này. Yên tâm em này rất là mới, mã của mình sẽ là mã C5. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần với tông màu nâu đậm. Em này thì cũng là một con quần short túi hộp luôn. Mã của mình sẽ là C6, chiều dài là 77,
bụng là 88 và ống là 23cm. Size của sản phẩm sẽ là size 34. Bác nào mà yêu thích những cái sản phẩm form kiểu quần ngố thì các bác có thể lựa cho mình cái sản phẩm này. Mặc nó hơi dài một chút thì mình có thể sử dụng, mình mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi đều rất là ok. Những cái thiết kế quần túi hộp thì nó lại là những cái sản phẩm rất là trẻ trung, năng động để cho các bác chúng ta sử dụng. Em này thì cái tông màu của mình nó sẽ là cái tông tối màu thôi, nên cũng rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Mã của mình sẽ là C6 này, và chất liệu của mình cũng là chất vải kaki đó. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Và thông số của sản phẩm thì nhà sành Đồ Si sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi, và các bác có thể lựa ra những cái sản phẩm nó thật sự là vừa vặn với số đo cơ thể của mình. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm của nhà GAP. Đây là một thiết kế của GAP Kids, là những cái dòng cho trẻ em cũng có thể mặc vừa này. Mã sẽ là C7, chiều dài là 56, bụng là 66-72, phần đùi sẽ là 26 và ống là 22cm. Với sản phẩm này thì size nó sẽ từ 23-26. Em này thì thiết kế rất là đơn giản, basic thôi. Với cái tông màu xanh rêu, nó sẽ là cái tông màu rất là trẻ trung và cũng rất dễ để cho mình phối đồ. Chất liệu của sản phẩm thì cũng là cái chất kaki. Ngày hôm nay đa số các sản phẩm của mình đều là những con short chất kaki, rất là đẹp luôn. Lên phong là cực kỳ chuẩn chỉnh. Và em này cái phần cạp thì sẽ là thiết kế cạp chun co giãn. Mã của mình sẽ là C7. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Các nào mà muốn mặc những cái sản phẩm quần short chất mềm mại và thấm hút mồ hôi tốt để mình sử dụng trong mùa hè năm nay thì có thể cân nhắc lựa cho em này. Mã C8, chiều dài sẽ là 52, phần bụng là 64-88 và ống sẽ là 27cm. Quý chị nào thường mặc size M này, hoặc là bác nào mặc quần size từ 23-34 là có thể yên tâm vừa vặn em này. Em này cực kỳ mới luôn, và đây là một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Champion. Champion thì là một thương hiệu thời trang của Mỹ. Dạ vâng, sản phẩm tiếp theo mà nhà sành Đồ Si giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần short thể thao. Em này thì sẽ có mã là C9, thông số như sau, chiều dài là 55, bụng sẽ là 84 và ống sẽ là 27cm. Với sản phẩm này thì các bác chúng ta mặc quần size khoảng là size 32 thì quý chị có thể lựa cho em này. Đây cũng là một cái thiết kế có túi hộp vuông ở bên trên ống quần này, và nó sẽ là thiết kế kiểu chỉ nổi. Để các bác có thể là coi kỹ một chút để các cái chi tiết mặt trước cũng như mặt sau của sản phẩm. Chất liệu của mình sẽ là chất vải mềm mịn này, các bác yên tâm giặt rũ thoải mái, mình cũng không lo chất liệu của mình bị bài bị nhão. Và với cái tông màu đen thì các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau rồi. Mã của mình sẽ là mã C9, độ mới của sản phẩm này thì cũng còn rất là cao luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là cái form quần ngố này, một thiết kế quần trơn đơn giản. Mã của sản phẩm sẽ là C10, chiều dài là 72, bụng là 82-90, ống là 22, size của sản phẩm sẽ từ 31-35 là các bác có thể mặc vừa. Form dáng bên này thì nó sẽ là cái form gọn gàng, không quá ôm cũng không quá rộng. Và ở phần gấu quần này nó sẽ là thiết kế bo chun, nên là các bác mặc lên nó cực kỳ gọn gàng cho mình. Hai bên sẽ là có túi này, và túi sẽ có khóa kéo cẩn thận để quý chị đựng đồ không lo bị rơi bị mất đó. Các bác có thể là coi kỹ một chút chất liệu cũng như là kỹ hơn các cái chi tiết của sản phẩm này. Mã C10. Chúng ta sẽ đến với mã C11. Đây sẽ là một sản phẩm quần với tông màu nâu. Em này thì cũng là một thiết kế quần form quần ngố luôn, và cũng là một thiết kế quần túi hộp. Mã sản phẩm là C11, chiều dài là 76, bụng là 104 và phần ống sẽ là 25cm. Em này thì quý chị chúng ta thường mặc quần size 42 là có thể mặc với em này. Và cái sản phẩm này của mình do là nhà sành Đồ Si để hơi nhiều hàng, nên là các bác thấy cái sản phẩm của mình nó hơi nhăn một chút. Nhưng mà quý chị chúng ta về chúng ta chỉ cần là lượt lại một lần là cái sản phẩm của mình lên form dáng rất là đẹp luôn. Đó, và em này thì sẽ là thiết kế form suông ống rộng, nên là sẽ rất thoải mái cho quý chị. Bác nào mà chúng ta bị rộng quá, mình hoàn toàn có thể sử dụng thêm dây lưng nếu cần. Đó, mã sản phẩm sẽ là C11, và thông số của sản phẩm thì các bác có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần short họa tiết này. Em này thì sẽ có những cái họa tiết hoa lá ở bên trên một chút. Đây lại gần một chút để các bác chúng ta có thể là coi kỹ hơn các cái chi tiết của sản phẩm. Và chất liệu của em này thì cũng là chất vải kaki. Mã sản phẩm là C12, chiều dài là 52, bụng là 66-100 và ống sẽ là 33cm. Với sản phẩm này thì quý chị mặc quần size từ 24-40 thì yên tâm vừa vặn thoải mái với em này luôn, vì là cái form của mình nó là form suông, và hơn thế nữa thì cái phần cạp nó là cạp chu này, nên nó cũng không kén người sử dụng. Ở mã sản phẩm sẽ là mã C12 và cũng đầy đủ túi chéo ở hai bên luôn. Tiếp theo này sẽ là một sản phẩm quần short. Em này sẽ là một con quần kaki tông màu xanh rêu. Em này cực kỳ trẻ trung này, mã sẽ là C13,
chiều dài là 58, bụng là 84 và phần ống sẽ là 22 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 32. Có bác nào yêu thích tông màu xanh rêu và yêu thích những cái sản phẩm trẻ trung năng động thì có thể lựa chọn ngay cho mình cái sản phẩm này. Chất liệu bên này sẽ là chất vải kaki, và các bác có thể thấy thì hai bên chúng ta có những cái thiết kế túi hộp vuông rất là rộng này. Các bác đi ra ngoài mình có thể là đựng đồ, rất là nhiều đồ đạc ở đây, hoặc là các bác mang theo ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Mã của mình sẽ là mã C13. Cái tông màu của em này rất là đẹp luôn. Với sản phẩm này thì các bác mặc lên trên người mình thấy là cái form dáng của em này rất là ok. Rồi tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần tông màu xanh than. Em này thì sẽ là cái tông tối màu thôi, nên là bác nào mà chúng ta yêu thích những cái thiết kế tối giản nhẹ nhàng thì có thể lựa ngay cái sản phẩm này. Và bên trên sản phẩm nó sẽ là một vài những cái chi tiết ở bên trên để các bác có thể là coi cận chất và kỹ hơn các cái chi tiết của sản phẩm này. Còn đâu thì những cái thiết kế khác thì đa số là nó cũng như các cái sản phẩm vừa rồi thôi. Chúng ta cũng có thiết kế hai túi chéo đằng trước này, cúc khóa của mình làm rất là cẩn thận, cái phần khóa kéo nó sẽ là dòng khóa IKK, khóa đồng kim loại, độ bền rất là cao. Và mặt đằng sau thì sẽ là có túi vuông này, các bác có thể đựng theo ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Em này thì sẽ có mã là C14, chiều dài là 52, bụng là 84 và ống sẽ là 25 cm. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo này, cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng của thương hiệu. Uniqlo thì là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản, và Uniqlo thì bao giờ những cái thiết kế của họ trông cũng sẽ rất là đơn giản, nhưng mà cái tính năng ứng dụng của nó thì lại rất là cao. Mã của sản phẩm sẽ là C14 này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần short tông màu nâu nhạt. Đây cũng là một thiết kế vô cùng là basic. Mã của mình sẽ là C15, chiều dài là 43, bụng là 72, đùi là 31 và ống là 28 cm. Em này thì bác nào thường mặc quần size 26 thì có thể là vừa vặn với cái sản phẩm này. Và đây sẽ là một thiết kế của nhà J. Crew. Cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng của thương hiệu này, nó sẽ nằm ở mặt bên trong của quần. Và đây sẽ là một thương hiệu thời trang của Mỹ. Các bác có thể là coi lại một lần nữa form dáng của sản phẩm. Em này là thiết kế form suông, ống tương đối rộng rãi thoải mái này. Mặc em này cũng rất là ok để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao, mã C15. Chúng ta sẽ đến với mã hàng tiếp theo. Thì đây sẽ là một thiết kế quần quần với cái họa tiết kẻ sọc. Tông màu của mình sẽ là tông màu xanh than. Mã sản phẩm là C16, chiều dài là 66, bụng là 76 và ống sẽ là 22 cm. Với sản phẩm này thì các bác thường mặc quần size 28 thì có thể lựa chọn em này. Em này thì sẽ là một thiết kế quần túi hộp, và cái form dáng của mình sẽ là form suông, ống rộng. Mặc lên thì vẫn đảm bảo cho các bác là nó vẫn có cái độ gọn gàng, và chất liệu của sản phẩm sẽ là chất vải kaki rất là dày dặn này. Các bác mặc lên form dáng đúng form, chuẩn form luôn. Độ mới của sản phẩm thì cũng khá là ok. Em này cũng là một cái sản phẩm quần rất là trẻ trung năng động để các bác mặc trong mùa hè năm nay. Quý chị có thể mặc hàng ngày ở nhà, hoặc các bác mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi đều rất là ok. Đó, mã sản phẩm sẽ là C16. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần họa tiết giản dị này. Các bác có thể là coi kỹ một chút họa tiết cũng như là cận chất, cận màu của em này. Mã sản phẩm sẽ là C17, chiều dài là 68, bụng là 86 và phần ống sẽ là 27 cm. Với sản phẩm này thì quý chị thường mặc quần size 33 là yên tâm vừa vặn với em này luôn. Em này thì cũng thiết kế cho mình là hai cái túi hộp vuông ở hai bên ống quần này. Một thiết kế cũng rất là trẻ trung, và form dáng của sản phẩm là thiết kế form suông, cũng là một cái sản phẩm mặc lên nó rất là thoải mái, dễ chịu cho mình. Chất vải kaki mềm, giặt rũ thoải mái, không lo chất liệu bị bài bị nhão này. Mã sản phẩm sẽ là mã C17. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần short tông màu xanh rêu. Em này thì sẽ là cái tông màu xanh đậm hơn một chút đó, và cái sản phẩm của mình thiết kế nó cũng vẫn rất là đơn giản nhẹ nhàng. Mã sản phẩm là C18, chiều dài sẽ là 59, bụng là 70 và ống sẽ là 26 cm. Sản phẩm này thì sẽ có size là size 25, và cho các bác chúng ta coi tem mác của thương hiệu này. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Unique Clothing, để các bác có thể là coi tem mác chính hãng của thương hiệu được gắn ở bên trên của cái phần cặp quần. Mã sản phẩm của mình thì sẽ là mã C18. Quý chị nào yêu thích tông màu xanh rêu thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Đây là một cái thiết kế rất là dễ mặc, dễ dùng, dành cho bác nào thường mặc quần size 25. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần short với tông màu nâu đậm, cũng là một cái sản phẩm rất là dễ để các bác chúng ta sử dụng luôn. Quý chị lựa em này mặc trong mùa hè năm nay, các bác có thể mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi đều rất là ok. Một con quần thiết kế rất là nhã nhặn lịch sự với tông màu nâu đậm. Mã sản phẩm sẽ là mã C19, chiều dài là 59, bụng là 82 và ống sẽ là 24 cm. Sản phẩm sẽ có size 31 này, và chất liệu của em này sẽ là chất vải kaki dày dặn, có độ co giãn tốt.
nên là các bạn yên tâm mặc vô cùng thoải mái, dễ chịu cho mình. Nhìn chung thì cái thiết kế của nó thì cũng bao gồm đầy đủ là túi trước, túi sau. Cái phần khóa kéo thì sẽ là khóa kim loại. Đây cho các bác chúng ta coi luôn đằng sau này. Mã sản phẩm sẽ là mã C19. Mọi thông số thì quý chị có thể coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần short tông màu đỏ mận. Em này thì sẽ là một sản phẩm với chất kaki mềm. Mã của em này sẽ là C20. Chiều dài là 46, bụng là 66-102. Phần ống là 27cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24-41 là các bác có thể mặc vừa. Cái tông màu đỏ này sẽ là cái tông màu rất là đẹp để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè này. Và cái phần cạp của em này sẽ là thiết kế cạp chuột có giãn rất là tốt luôn. Còn có cả dây đai ở đây cho bác nào chúng ta không vừa bụng thì chúng ta có thể là điều chỉnh được. Đó, một thiết kế với độ mới rất là cao. Cái phần chữ ở dưới này nó sẽ là thiết kế hình thêu, nên là các bác chúng ta hoàn toàn yên tâm, rất là bền cho mình luôn. Mã sẽ là C20 và em này cũng là một sản phẩm còn rất là mới. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần short tông màu ghi đậm. Em này sẽ là một thiết kế của nhà Uperinoma. Đây cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã sản phẩm sẽ là C21, chiều dài là 51, bụng là 68-96 và ống sẽ là 28cm. Với sản phẩm này sẽ có size từ 24-38 là các bác có thể mặc vừa. Em này thì cái chất liệu của nó vẫn là chất vải kaki, nhưng nó sẽ là chất kaki mềm, thấm hút mồ hôi tốt. Các bác mặc trong mùa hè năm nay cực kỳ ok luôn. Em này các bác có thể mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ngủ này rất là thoải mái, dễ chịu. Và với những cái tông tối màu như này thì cũng rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Em này còn có thêm một cái túi hộp vuông ở bên cạnh, ở bên ống quần bên trái này. Mã của mình sẽ là mã C21. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế quần với tông màu xanh than. Em này thì sẽ có hai kiểu mặc cho các bác này. Quý chị có thể là mặc theo cái kiểu gập gấu lên thì chúng ta sẽ có một cái phần dây đai và cái phần cúc ở đây để cố định cái phần gấu gập lại. Còn không thì các bác có thể mặc theo kiểu suông như cái ống bên này thì các bác mặc theo cái chiều dài tối đa của sản phẩm. Mã của em này sẽ là C22, chiều dài là 74, bụng là 72-80, đùi là 28 và ống là 22cm. Với sản phẩm này các bác mặc quần xanh từ 26-30 là có thể vừa bạn với em này. Đặc biệt là nó sẽ có thiết kế hai kiểu mặc để cho các bác chúng ta lựa chọn. Các bác mặc suông cũng rất là đẹp, hoặc là các bác chúng ta sắn phần gấu lên thì lên một cái form quần nó cũng rất là trẻ trung. Còn về chất liệu thì các bác yên tâm, nó cũng là chất vải kaki, nhà sành đồ si bao chất cho mình, chất vải dày dặn lên form dáng chuẩn chỉnh và cũng rất là thoáng mát, thoải mái để các bác mặc trong mùa hè năm nay. Mã sản phẩm sẽ là C22, một thiết kế quần short túi hộp rất là trẻ trung, năng động này. Tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm tiếp theo, cũng là một thiết kế quần với tông màu xanh than luôn. Em này thì cái túi cách điệu rất là đẹp luôn. Đây các bác có thể là coi kỹ một chút cái phần túi này. Mã sản phẩm sẽ là C23, chiều dài là 67, bụng là 88 và ống là 21cm. Em này sẽ dành cho bác nào thường mặc quần xanh 34. Chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki mềm không co giãn này. Em này thì cái phần gấu nó sẽ hơi ôm lại một chút, nên là khi mà quý chị chúng ta mặc nó sẽ rất là gọn gàng. Còn nhìn chung thì đây cũng là cái sản phẩm rất là cơ bản basic thôi để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Một thiết kế đến từ thương hiệu Double Focus, cho các bác chúng ta coi tem mác của thương hiệu này. Mã sản phẩm sẽ là mã C23. Và sản phẩm tiếp theo mà nhà sành đồ si giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần short họa tiết kẻ sọc. Em này thì sẽ là một thiết kế với chất vải kaki dày dặn. Lại gần cho các bác chúng ta coi cận chất của em này. Đây là một cái thiết kế rất là đẹp trong buổi live hôm nay. Đặc biệt là bác nào yêu thích họa tiết kẻ sọc thì nhanh tay lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Độ mới rất là cao, còn về chất liệu thì cực kỳ đẹp rồi. Mã của mình sẽ là C24, chiều dài là 47, bụng là 70-100 và ống sẽ là 30cm. Em này thì bác nào mặc quần size từ 25-40 là đều có thể vừa mặn với cái sản phẩm này. Và sản phẩm này của mình thì sẽ đến từ thương hiệu Vu. Để cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng của thương hiệu này, nó sẽ nằm ở phía trong của quần. Các bác về các bác có thể là check lại thoải mái luôn. Vu thì cũng là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm này. Em này là một cái sản phẩm rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay, nên là bác nào chúng ta yêu thích họa tiết kẻ sọc thì lựa em này mặc rất là ok luôn. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế quần với tông màu trắng kem, một thiết kế với form dáng rất là rộng rãi thoải mái này. Mã sản phẩm sẽ là C25, chiều dài là 58, bụng là 86 và ống là 34cm. Size của sản phẩm sẽ là size 33. Quý chị nào chúng ta yêu thích những cái tông màu sáng một chút, sáng màu một chút thì lựa em này mặc cũng rất là đẹp. Chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki mềm. Đó, các bác chúng ta cũng yên tâm là lên form dáng rất là chuẩn cho mình luôn. Đặc biệt là với cái thiết kế form rộng rãi như này, quý chị chúng ta mặc trong mùa hè thì nó lại rất là thoáng mát. Đó, mã sản phẩm sẽ là mã C25, độ mới thì cũng rất là cao.
Tiếp theo thì sẽ là một con quần short đến từ nhà GAP. Đây là một thương hiệu thời trang rất là lâu đời của Mỹ. Mã sản phẩm sẽ là C26, chiều dài là 53, bụng là 84 và ống là 25cm. Em này thì sẽ là size 32 này. Bác nào mà yêu thích cái tông màu hồng thì lựa em này mặc sẽ rất là ok. Cái tông màu này trông thì nó hơi xế một tí, nhưng mà mặc lên thì nó lại rất là trẻ trung. Và quý chị nào mà chúng ta yêu thích những cái sản phẩm tông màu nổi bật thì lựa em này mặc cũng rất là ok này. Thiết kế form suông, ống rộng, chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki dày dặn. Và đặc biệt em này là một sản phẩm còn rất là mới luôn. Thiết kế thì trơn đơn giản nên là cũng rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm là C26, một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu GAP. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần tông tối mỏng. Em này sẽ là một thiết kế quần tông màu xanh đen, lại gần cho các bác chúng ta coi cận màu cận chất này. Và cái phần cạp của em này sẽ là cạp chun co giãn lên khoảng 4-5 phân để cho các bác chúng ta mặc lên nó được chắc chắn này. Mã sản phẩm sẽ là C27, chiều dài là 47, bụng là 68 và ống sẽ là 29cm. Em này thì bác nào thường mặc quần size 24 là mặc em này cực kỳ vừa bạn luôn. Đó, và cái thiết kế của mình lại là thiết kế trơn đơn giản. Đằng sau sẽ là có thiết kế túi vuông này và đằng trước thì cũng có túi chéo để cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Đó, mã sẽ là C27. Bác nào thường mặc quần size 24 hay 5 thì lựa em này mặc rất là ok luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một thiết kế quần với tông màu xanh than. Em này thì cái form của nó sẽ là thiết kế form dáng ôm. Chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki co giãn nên là các bác yên tâm mặc rất là thoải mái, dễ chịu. Và mã sản phẩm sẽ là C28, chiều dài sẽ là 56, bụng là 64-80, đùi phần ống sẽ là 19cm, size của sản phẩm sẽ từ 23-30. Và em này thì sẽ là một sản phẩm của thương hiệu H&M. H&M thì là một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng của Thụy Điển. Đó, và các bác nào mà chúng ta yêu thích những cái form dáng nó ôm này, những cái form dáng gọn gàng thì lựa em này mặc sẽ rất là ok luôn. Mã C28 này, độ mới rất là cao, một sản phẩm chính hãng của thương hiệu H&M. Tuần tiếp theo thì sẽ là một thiết kế quần với tông màu đen. Em này thì là một con quần short rất là cơ bản rồi. Quý chị nào yêu thích những cái phong cách tối giản thì lựa em này mặc cũng rất là ổn này. Mã sẽ là C29, chiều dài là 60, bụng là 80, phần ống là 22 và size của sản phẩm sẽ là size 30. Các bác có thể là tự mình chúng ta quan sát một chút các cái chi tiết mặt trước cũng như là mặt sau của sản phẩm. Em này thì nhìn chung thiết kế nó quá là đơn giản basic rồi nên là các bác chúng ta cũng không cần phải quá lăn tăn khi mà lựa cho em này. Đặc biệt là với cái tông màu đen thì quý chị có thể là phối hợp chung với tất cả các cái trang phục khác nhau. Và mã sản phẩm sẽ là C29. Chất liệu của em này sẽ là chất vải dày dặn này, không co giãn, mặc lên chuẩn chỉnh form dáng của sản phẩm luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với các sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là những cái sản phẩm quần short thể thao này. Em này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Outdoor. Chất liệu của mình sẽ là cái chất vải gió rất là mềm. Đó, và mình sẽ có những cái thiết kế túi sọc, túi dọc này, có khóa cẩn thận, các bác đựng đồ cũng không lo là bị rơi bị mất. Mã sản phẩm sẽ là C30, chiều dài là 67, bụng là 70-96, phần ống là 20 và size của sản phẩm sẽ từ 25-38. Các bác đều có thể là vừa bạn với em này vì là cái thiết kế cạp của mình nó là cạp chun co giãn rồi nên là cũng rất là dễ để cho các bác vừa bạn với những cái sản phẩm quần như này. Và cái tông màu của em này sẽ là tông màu xanh than, rất là dễ để các bác chúng ta sử dụng. Đây cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta vô cùng là yêu thích luôn. Và đặc biệt em này là một sản phẩm còn rất là mới, một thiết kế chính hãng đến từ nhà Outdoor. Mã của mình sẽ là mã C30. Chúng ta đến với mã C31. Em này thì sẽ là một con quần short kaki. Đây sẽ là một thiết kế của nhà West Point. West Point thì cụ là một thương hiệu của thời trang của Malaysia. Đó, và cái tông màu của em này thì các bác có thể là coi kỹ hơn này. Cái tông màu của em này nó sẽ là cái tông màu xanh nhạt. Đây là cái tông màu mà mặc lên nó cũng rất là trẻ trung cho mình. Form dáng của sản phẩm là thiết kế form suông ống rộng và cái chất liệu của sản phẩm thì cũng là chất vải kaki. Em này rất là mới luôn. Bác nào yêu thích sản phẩm này của nhà West Point thì có thể là liên hệ chốt đơn với Sành Lục Dinh. Mã sản phẩm là mã C31, dành cho quý chị thường mặc quần size 27. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần với cái tông khá là sáng màu này. Em này thì lại gần một chút để các bác chúng ta coi cận màu cận chất. Các bác coi ở trên line màu sắc như nào thì bên ngoài màu sắc cũng tương tự như vậy luôn. Mã sản phẩm sẽ là C32, chiều dài sẽ là 49, bụng là 74-80, ống sẽ là 25cm, size của sản phẩm sẽ từ 27-30 là
các bác đều có thể mặc vừa em này. Và cái thiết kế nó rất là đơn giản này nhưng mà trông nó lại rất là trẻ trung. Đó, và đây sẽ là một sản phẩm đến từ nhà S&M, cũng là một cái thương hiệu thời trang mà chúng ta đã bắt gặp rồi, thương hiệu thời trang của Thụy Điển. Mã sản phẩm sẽ là C32. Độ mới của sản phẩm rất là cao luôn. Em này thì là cái cạp chu này và có cả dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp. Thế là các bác chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mà lựa chọn cái sản phẩm này. Mã sẽ là C32. Thông số thì chị có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần short túi hộp. Em này sẽ là thiết kế tông màu ghi đậm. Mã sản phẩm sẽ là C33. Chiều dài là 72, bụng là 74-88, ống là 25. Size của sản phẩm sẽ từ 27-34. Là các bác có thể mặc cuối em này. Cũng là một cái thiết kế quần túi hộp rất là đẹp. Các bác yên tâm mặc những cái này lên form dáng thì mới thấy là nó rất là ok. Cái form của em này mặc lên nó sẽ là rộng rãi này. Và cái sản phẩm của mình sẽ đến từ nhà Bad Boy. Đây là một cái local brand. Để cho các bác chúng ta coi cái tên thương hiệu này cũng như là toàn bộ các phần chữ ở đây, nó đều là thiết kế hình in. Và cái chất lượng in rất là ok, rất là đảm bảo. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi mà lựa chọn sản phẩm này. Phần cạp sẽ là cạp chun co giãn, có thêm một cái đai khóa ở đây để quý chị có thể điều chỉnh phần cạp cho nó vừa vặn hơn với số đo vòng bụng của mình. Mã sản phẩm sẽ là mã C32. Quý chị có thể là coi lại một lần nữa các chi tiết mặt trước này cũng như là mặt sau của sản phẩm. Chúng ta sẽ đến với thiết kế tiếp theo. Em này sẽ dành cho bác nào yêu thích những cái sản phẩm tông màu nổi bật một chút thì các bác có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Mã sản phẩm sẽ là C34, chiều dài là 63, bụng là 100, phần ống là 32 và size của sản phẩm sẽ là size 40 này. Em này form dáng rất là rộng rãi thoải mái này. Bác nào thường mặc quần size 40 có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Chất liệu của em này sẽ là chất vải mềm nên là các bác yên tâm mặc mùa hè rất là thoải mái dễ chịu. Em này thì quý chị có thể là mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ra ngoài hoặc là quý chị mặc đi tập luyện thể dục thể thao này, đi chạy bộ đạp xe vào buổi sáng thì cũng rất là ok. Mã sản phẩm sẽ là mã C34. Chúng ta sẽ đến với thiết kế tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một con quần với họa tiết kẻ, chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki. Em này cực kỳ đẹp luôn và các bác chúng ta hoàn toàn yên tâm nhận hàng về rất là ưng ý cái sản phẩm này. Nó sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Nike và mã sản phẩm sẽ là C35, chiều dài sẽ là 47, bụng là 80 và phần ống sẽ là 29 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 30. Bác nào thường mặc quần size 30, yêu thích các cái sản phẩm quần short trẻ trung thì có thể lựa ngay cho mình một thiết kế quần kẻ như này. Tông màu chủ đạo sẽ là tông màu xanh than. Em này rất là xịn luôn. Nike là một thương hiệu thời trang thể thao rất là nổi tiếng rồi. Chúng ta có tag mark chính hãng của Nike ở đây và mã sản phẩm sẽ là mã C35. Em này là một thiết kế rất là mới đấy. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần với tông màu xanh rêu. Mã sản phẩm là C36, chiều dài là 67, bụng sẽ là 72-90, phần ống là 21 cm này và size của sản phẩm sẽ từ 26-35 là các bác có thể mặc vừa. Em này thì cái form của nó sẽ là hơi ôm một chút đó, các bác mặc em này cũng rất là gọn gàng lịch sự. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần thích hợp cho các bác chúng ta lựa mình mặc hàng ngày ở nhà. Mã sản phẩm sẽ là C37, chiều dài là 44, bụng là 88-106, ống sẽ là 32 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 34-43 là các bác có thể yên tâm vừa vặn em này. Em này thì phải nói là một cái sản phẩm quần truyền thống luôn. Các bác chúng ta lựa em này mặc cũng rất là trẻ trung này. Và cái sản phẩm của mình sẽ đến từ nhà Puma. Đây là một thương hiệu thời trang thể thao của Đức. Mã sản phẩm sẽ là mã C37, độ mới thì cũng còn tương đối là cao. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần tông màu xanh nước biển. Em này thì cái phần cạp rất là đẹp này. Nó sẽ là có thiết kế những cái phần dây đan chéo để các bác nào mà chúng ta bị rộng bụng này hay là các bác có thể là điều chỉnh được cái phần cạp này cho nó vừa vặn với số đo vòng bụng của mình. Mã sẽ là C38 và thông số như sau. Chiều dài là 54, bụng là 82 và phần đùi sẽ là 33 cm. Quý chị thường mặc quần size 31 thì có thể lựa cho em này. Em này thì màu sắc rất là trẻ trung năng động này và cái họa tiết của mình nó sẽ là kiểu họa tiết kẻ ô vuông. Ở một cái sản phẩm với độ mới cũng còn rất là cao. Còn về chất liệu các bạn yên tâm, em này mặc trong mùa hè rất là mát, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt cho mình. Mã sẽ là C38. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần với tông màu xanh lá. Em này thì sẽ có mã là C39, chiều dài là 45, bụng là 76-80, phần ống là 29 cm, size của sản phẩm là 28-30. Cũng là một cái thiết kế quần rất là basic, đơn giản để quý chị có thể sử dụng mình mặc hàng ngày, mặc đi ngủ ở trong cái mùa hè năm nay. Một cái sản phẩm quần với chất liệu vừa phải này, không quá dày, không quá mỏng, mặc lên rất là thoải mái, dễ chịu cho mình. Cũng là cái thiết kế cạp chun. Đây là những cái thiết kế mà mặc rất là ok rồi. Mã sẽ là C39.
Tiếp theo chúng ta cùng đến với mã C40. Đây sẽ là một sản phẩm quần thể thao. Em này thì sẽ phối màu đen và đỏ này. Mã C40, chiều dài là 50, bụng là 76-86 và phần ống sẽ là 26cm. Size của sản phẩm sẽ từ 28-32 là các bác đến 33 là các bác có thể mặc vừa. Đây là một thiết kế của nhà Mizuno, một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Các bác có thể là coi qua một chút các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Em này độ mới thì cũng rất là cao này. Và tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần tông màu ghi đậm. Đây là một thiết kế quần short túi hộp. Mã sản phẩm sẽ là C41, chiều dài là 60, bụng là 72-78, ống sẽ là 22cm. Size của sản phẩm là 26-29, các bác có thể mặc vừa em này. Cái phần dây đai này các bác hoàn toàn có thể là tháo ra được. Nếu như mà quý chị chúng ta đã vừa vặn với cái phần cặp chun bên trong rồi thì chúng ta có thể là không cần sử dụng đến cái dây đai này. Hoặc quý chị nào chúng ta muốn sử dụng dây đai để chúng ta làm như một cái phần trang trí thì có thể là chúng ta lại đeo vào như này luôn. Mã sẽ là C41 này và độ mới của em này cũng còn rất là cao. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một sản phẩm quần với cái tông màu cam, cũng là một cái thiết kế khá là sáng màu. Mã sản phẩm sẽ là C42, chiều dài là 41, bụng là 68-78 và ống là 30cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24-29 là các bác có thể mặc vừa. Em này cũng rất là hợp lý để quý chị chúng ta mặc trong mùa hè năm nay, mặc ở nhà, mặc đi ngủ này rất là thoải mái, dễ chịu. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay sẽ có mã là C43, chiều dài là 40, bụng sẽ là 70-88 và ống sẽ là 32cm. Với sản phẩm này quý chị chúng ta thường mặc quần size từ 25-34 là các bác có thể vừa vặn với cái sản phẩm này. Đây là một thiết kế của nhà Patagonia, một thương hiệu thời trang cũng rất là nổi tiếng này. Chúng ta có một cái phần tab chính hãng của thương hiệu gắn ở phía dưới ống quần. Và chất liệu của em này sẽ là chất vải mềm mịn này, không nhăn, không phai, không xù. Các bác yên tâm giặt giũ thoải mái luôn. Phần cạp thì sẽ là thiết kế cạp chun co giãn. Mã sản phẩm là C43. Tông màu của em này cũng là cái tông màu rất là dễ mặc, dễ dùng. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy, mã C43. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ nhà sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn tiếp nút chuông thông báo để khi nhà sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.